Rủ nhau trải nghiệm trang phục truyền thống các nước, không lo thiếu ảnh đẹp khoe khắp mạng xã hội nha bạn ơi. Trang phục bên cạnh là biểu tượng văn hóa, thì đấy còn là sợi dây kết nối con người với lịch sử và truyền thống. Mỗi quốc gia đều sở hữu kho tàng trang phục độc đáo, phản ánh sự đa dạng trong bản sắc dân tộc. Hành trình du lịch cùng Vietravel sẽ đưa bạn đến với New Zealand, Bhutan, Indonesia và Hàn Quốc, mang đến cho gia đình mình những trải nghiệm văn hóa vô cùng thú vị thông qua trang phục truyền thống của các đất nước này. Đắm chìm trong vẻ đẹp hoang dã và huyền bí của trang phục Maori, được thiết kế với những họa tiết và chất liệu đặc trưng như khăn choàng lông chim và tấm choàng thổ cẩm, không chỉ thể hiện tinh thần chiến binh mạnh mẽ, sức mạnh và uy quyền mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa độc đáo của người dân Maori. Hãy để cho bản thân bất ngờ khi khoác lên mình sự thanh tao và quý phái của bộ đồ Gho dành cho nam và Kira dành cho nữ. Những trang phục này là biểu tượng của sự hòa quyện, cân bằng và hài hòa giữa con người và thiên nhiên, thể hiện tinh hoa văn hóa đặc sắc và niềm tự hào của người dân Bhutan. Diện Sarong, Indonesia, bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái và gợi cảm đặc trưng của trang phục nhiệt đới. Họa tiết sát ong độc đáo trên sarong thể hiện sự tinh xảo và giá trị nghệ thuật cao. Trong đó, udang, châm cài tóc làm bằng vàng hoặc bạc, là biểu tượng của địa vị xã hội. Hanbok Hàn Quốc rực rỡ. Áo khoác ngắn kết hợp với áo tay dài tượng trưng cho sự uyển chuyển và thanh tao, còn váy dài xòe rộng tượng trưng cho sự nhẹ nhàng và nữ tính. Hanbok không chỉ tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã mà còn mang đến cho bạn cơ hội trải nghiệm nét văn hóa đậm chất Hàn Quốc. Tất cả đều là những điểm nhấn không thể bỏ qua trong mùa hè này. Hãy cùng Vietravel khám phá và chốt ngay những cung đường mà bạn ưng nhất nhé! Hành trình khám phá New Zealand 7 ngày 6 đêm, khởi hành ngày 25 tháng 9, 23 tháng 10, 20 tháng 11. Hành trình khám phá Bhutan, Ấn Độ 7 ngày 6 đêm, khởi hành ngày 31 tháng 8, 21 tháng 9, 19 tháng 10. Hành trình khám phá Indonesia, Bali 4 ngày 3 đêm, khởi hành ngày 8, 29 tháng 8, 3, 17 tháng 10. Hành trình khám phá Seoul, công viên Lotte World, thủy cung Lotte Aquarium, đảo Nami 4 ngày 3 đêm, khởi hành hàng tuần từ tháng 8 đến tháng 11. Hành trình khám phá Seoul, đảo Nami, vườn Bách Thảo Hoa Đam, làng cổ Pungchon Hanok, pháo đài Suwon Hwaseong 5 ngày 4 đêm, khởi hành ngày 15, 22, 29 tháng 10. Hành trình khám phá Seoul, đảo Nami, vườn Morning Calm, công viên Everland, Panda World 4 ngày 3 đêm, khởi hành hàng tuần từ tháng 10 đến tháng 12. Hành trình khám phá Seoul, đảo Nami, tháp Nam San, đảo Jeju, núi Halasan 5 ngày 4 đêm, khởi hành ngày 31 tháng 10. Đăng ký ngay tại travel.com.vn.